bạn ơi, các bạn ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sun Sale và đánh giá. Là mình đây Phú Trần. Ok, tiếp tục là series Tech Q&A hỏi nhanh gọn. Mình sẽ trả lời một vài cái câu hỏi từ các bạn nhé. Đến với câu hỏi đầu tiên này. À, cái câu hỏi này bạn editor cho mình cái nhạc nó hơi buồn một tí nhá. Bạn Leo Nguyễn, chỗ này là cho nhạc các bạn nhé. Editor nhớ đấy. Hi admin, cảm ơn team của kênh đã làm những video reply rất chi tiết, cụ thể với những từng câu hỏi của người dùng như bọn em. Là một kênh review công nghệ đi sau hàng loạt các kênh khác, mà cách làm của các anh khiến người xem cảm thấy team rất tâm huyết với người xem đấy ạ. Thật. Ok, cá nhân em đang sử dụng Redmi K20 Pro từ những ngày đầu tiên mở bán. Em đã mua vì ngày đấy phần mềm cộng phần cứng của máy là quá bá đạo so với phân khúc tầm giá với K20 Pro. K20 Pro tầm mới mở bán là khoảng hơn 8 triệu đúng không? Mình nhớ mang máy như thế. Và cái mục đích của bạn này, rồi hết nhạc nhá. Cái mục đích của bạn đây, mục đích sử dụng của em là chỉ là YouTube, mạng xã hội, kết nối smartwatch và chơi các tựa game Liên Quân, PUBG. Vậy em muốn tham khảo ý kiến của anh thì hiện tại máy tầm trung nào đủ điều kiện để em update ạ? Ok, em chỉ dùng Xiaomi cộng chip Snapdragon vì em thích vào vạch Aprom nha anh. Em cảm ơn ạ. Ok, nếu mà bạn thích dùng Xiaomi và chỉ Snapdragon thôi mà với cái máy tầm trung nhá, thì trong trí nhớ của mình chỉ có Redmi K40 chạy Snapdragon 870 thì bạn có thể vào vạch thoải mái. Với cái quan điểm của mình nhá, ok, đồng ý là việc up ROM vào vạch ROM ở trên Snapdragon nó được nhiều hơn so với lại Dimensity. Nhưng mà mình vẫn recommend thôi. Đây là về phía cá nhân mình recommend cho bạn, nếu bạn cảm thấy phù hợp thì có thể chấp nhận nha. Thì mình vẫn recommend hai cái máy là Redmi K50 hoặc là Redmi K50 Pro đều chạy Dimensity. Redmi K50 là Dimensity 8100, K50 Pro là Dimensity 9000. Mặc dù các bạn nghe cái thông số ở trên hai máy nó chênh nhau khá là nhiều đúng không? Nhưng thực tế nếu mà chơi game nhẹ nó không chênh quá nhiều đâu. Cái quan trọng là về cái trải nghiệm khi bạn chơi game ở trên cái máy đấy cơ. Xét về những dòng máy Xiaomi, Redmi tầm trung đi, với cái tài chính nó không quá dư giả thì bạn mua Redmi K50. Còn nếu được bạn nên lên Redmi K50 Pro. Redmi K50 Pro nó hơn Redmi K50 khoảng hơn 1 triệu thôi, 1 triệu rưỡi. Cùng cái phiên bản 8128, mình sẽ tổng hợp lại cái ý kiến của bản thân mình cũng như là ý kiến của các bạn comment ở cái video trước đó để mình làm ra một cái checklist về ROM này, về thông báo các thứ ở trên Redmi K50 và K50 Pro để các bạn khi mà xem thì các bạn biết được là cái ưu nhược điểm khi mà up ROM ở trên K50 hay là K50 Pro nó sẽ như thế nào. Ok nhá. Về ROM gốc ở trên hai máy, ví dụ là K50 đi, mình đã chia sẻ rồi, khi bạn chơi PUBG Mobile chẳng hạn thì nó vẫn có gì đấy hơi khựng khựng nhẹ. Nó không giống như Redmi K50 Pro đâu. K50 Pro nhá, chơi nó rất là mượt trơn tru chứ không có bị khựng giống như K50. Cái thứ hai nữa liên quan đến cái bản up ROM, tại vì với cái ROM gốc ấy thì các bạn hoàn toàn 100% là tiếng Anh, cũng như là có rất nhiều áp đầu và có vô vàn thứ nó hơi lỏng quẳng một tí nó đi kèm theo. Thời gian gần đây mình thấy anh em bàn tán rất là nhiều là nên để cái ROM sử dụng là ROM gốc hay là mình up sang một ROM khác, cụ thể là ROM Vietsat Pro nha. Ví dụ cái ROM gốc trên Redmi K50 Pro đi thì mình thấy về cái dung lượng pin nhá, nó trâu hơn so với cái ROM Vietsat Pro các bạn ạ. Nó trâu hơn khoảng hơn 1 tiếng, 1 đến 2 tiếng nha, tùy theo cái tác vụ các bạn sử dụng. Cái vấn đề thứ hai liên quan đến cái ROM Vietsat Pro là về cái trải nghiệm chơi game. Nó sẽ bị tụt FPS, cái kiểu là các bạn đang chơi đi, nó bị hơi khựng nhẹ một cái. Đấy, nhiều khi nó ảnh hưởng đến cái trải nghiệm các bạn, hơi nản đúng không? Về cái phần thông báo ở trên hai ROM mình thấy nó cũng ngang nhau thôi, lúc chậm lúc không. Cái này anh em nào sử dụng rồi có thể là vào xác nhận giúp mình nha. Được cái là về cái ROM Vietsat Pro ấy, nó sẽ có cái ưu điểm là khi các bạn cài xong nó có full tiếng Việt luôn chứ không phải là toàn tiếng Anh giống như cái ROM gốc. Nhưng mà mình xin nhắc lại nha, cái dung lượng pin, cái thời gian on screen trên cái ROM Vietsat Pro ấy nó sẽ ít hơn. Bởi vì sao? Thường những kênh khác, cái trang web khác ấy nó sẽ mốt lại từ cái ROM gốc. Thành ra thì về những cái set play này, những ứng dụng liên quan nó đều được cài đặt ở trong cái ROM Vietsat Pro đấy, chứ các bạn không cần phải là cài ở ngoài như kiểu là cái ROM gốc. Đấy nên là khi cài đặt các thứ sử dụng nó sẽ hơi bị tốn đi một tí. Ok chưa? Đấy là một vài cái chia sẻ của mình về liên quan đến ROM giữa K50 và K50 Pro, ROM gốc và ROM Vietsat Pro. Các bạn có thể tham khảo thêm nha. Anh em nào mà sử dụng hai cái ROM này rồi có thể comment bên dưới và mình sẽ đặt cái câu hỏi ở dưới luôn để cho anh em có thể thảo luận thêm ở trong cái comment đấy nhá. Ok, tiếp theo đến câu hỏi của bạn Linh Nguyễn. Điện thoại tầm khoảng 8 triệu chơi PUBG lâu dài, chip tầm 888 trở lên, còn lại dùng ngon thì nên chọn máy nào ạ? Em muốn dùng lâu dài, em cảm ơn. Ở dưới thì bạn Linh cũng có chia sẻ thêm là hoặc con nào Dimensity ngang 888 trở lên cũng được.
Nếu mà với chip ngang 888 trở lên thì chỉ có Dimensity 8100 thôi. Thì mình luôn recommend cho các bạn, nếu mà với cái mức tiền nó vừa phải thì có thể là lựa chọn Redmi Note 11T Pro. Đây là một chiếc máy mà thực sự đến thời điểm này nha, nó best choice trong tầm giá dưới 6 triệu. Còn nếu như bạn muốn tìm một chiếc máy nó có hiệu năng, gọi là về thiết kế này, đấy, về hiệu năng ok là hơn, thì nâng cấp lên một chút, bù thêm khoảng đâu đó gần 2 triệu, hơi căng nha. Gần 2 triệu đấy là một số tiền khá là lớn. Chọn Redmi, à chọn Realme GT Neo 3. Như hôm qua đấy, thì mình cũng recommend cho các bạn là thay vì chọn Redmi K50 thì nên chọn Realme GT Neo 3. Đấy là về cái quan điểm của mình, ok chưa? Tiếp theo, đến bạn Hùng Dương. 11T Pro với Realme GT Neo 2, máy nào dùng ổn hơn anh? Chủ yếu là chơi Liên Quân và Genshin. Đấy, 11T Pro chạy Dimensity 8100, còn Realme GT Neo 2 chạy Snapdragon 870. Thời điểm này thì mình thấy 870 trên Realme GT Neo 2 nhá, nó đuối rồi, đuối với game Genshin thôi. Còn với PUBG Mobile, với Liên Quân thì nó vẫn ngon. Còn đấy, bạn xác định chơi lâu dài, đấy ngon hơn chẳng hạn, thì nên chọn Redmi Note 11T Pro nhá. Phải chăng thì bạn sẽ cần hy sinh một chút về cái phần màn hình, chỉ thế thôi. Còn lại thì mình thấy Redmi Note 11T Pro là best choice trong tổng giá mà, đúng không? Nó không có gì, nó phải chê ngoài cái màn hình cả. Camera thì hơi tệ một tí, không sao cả nhá. Câu tiếp theo thì từ bạn Đặt Vũ Trụ. À, Vũ Trụ à? Anh cho em hỏi tí, giữa 6GB RAM và 8GB RAM có chênh nhau mấy không nhỉ? Nếu mà so sánh 6GB RAM và 8GB RAM ở trên những dòng máy khác trừ Realme nhá, thì mình thấy nó có khác nhau. Có khác nhau nhỉ? Nhưng với lại 6GB RAM và 8GB RAM ở trên Realme thì gần như là không có gì khác nhau cả. Phải chăng nếu bạn so sánh giữa 8GB RAM và 12GB RAM ở trên Realme thì nó có sự chênh lệch nhau rõ ràng hơn. Bởi vì sao? Nếu mà về RAM 12GB thì các bạn có thể giữ nhiều app hơn khoảng 2-3 app. Còn 8GB thì nó chỉ giữ được khoảng đâu đó là khoảng 6 app hay 5 app mạng xã hội, cộng thêm với 1 hoặc 2 game nhẹ thôi. Đấy, chỉ đơn giản thế nhá. Ok, tiếp theo, câu hỏi đến từ bạn FFDX Hưng. Ok, Realme GT 2 Pro và Redmi K5 Ultra, con nào màn hình đẹp hơn dạy anh? Ok, nếu mà kể cả mình so sánh giữa Realme GT 2 Master Explorer Edition đi, hay kể cả Realme GT 2 Pro chẳng hạn, thì mình thấy màn hình nó cũng ngang ngang nhau cái độ sáng thôi. Thì mình thấy nhá, K5 Ultra cái màu sắc mặc định ấy thì nó hơi ngả vàng một tí, nó hơi tối. Mặc dù cái độ phân giải màn hình là 1.5K, nhưng mà với Realme GT 2 Pro nhá, cái độ phân giải nó cũng không kém cạnh đâu, cũng sáng. Và mình thấy cái màu sắc về màn hình, về chất hiển thị, mình thấy ưng mắt hơn nhá, chứ không phải là đẹp hơn. Đấy là tùy theo cảm nhận của từng bạn. Còn nếu mà để cho mình lựa chọn hai máy này thì chắc chắn là mình sẽ chọn Redmi K5 Ultra rồi. Tội gì mua Realme GT 2 Pro. Vừa rồi là một vài cái câu hỏi mình có trả lời các bạn. Đấy, ngoài ra thì các bạn có câu hỏi nào thêm, để lại comment bên dưới nhá. Mình sẽ sắp xếp và trả lời dần cho các bạn thôi. Rất mong các bạn ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh, để chúng mình sớm đạt được 1.000 sub nha. À, mình sẽ có một cái comment ở bên dưới nhá. Bạn nào thích thảo luận về Redmi K50, Redmi K50 Pro, hay là về tất tần tật liên quan đến về ROM, RUM các thứ, comment chung mình đấy để cho vui nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.